Quý cô bác, anh chị kính mến, thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới, Minh được tử vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đội mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý, thanh nhàn, phúc hưởng, Tết an khang, thịnh vượng, an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý, phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 2 tháng đầu năm 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, ơn trên độ mệnh, biết được thiên cơ, làm ăn trúng lớn, gánh tiền nặng vai, đổi đời ngoạn mục, giàu như vũ bão. Quý Sửu vận số cuộc đời, hiền hòa ngay thẳng chẳng trông hơn người, siêng cần chăm chỉ ít lời, gắng công làm việc sống đời bình an, đông xuân xanh thuận vẻ vang, công danh sự nghiệp đôi đàng đều nên. Nghịch xanh vận số không bền, lục xung chiếu mạng xuống lên theo thời, tiền vận lắm chuyện đổi rời, trung niên tạm ổn an nơi dần dần, Giáp Thìn không được an thân, thái tuế phòng nạn được phần bình an. Vâng thưa quý vị, với những tính cách phẩm chất người trên, người ta thường nghĩ rằng tuổi Sửu nói chung và bản mạng Quý Sửu nói riêng sẽ gặp rất nhiều bất công vất vả, thậm chí bị người đời chèn ép. Bởi họ rất hiền hòa và lương thiện, thậm chí là nhẫn nhịn, nhưng nếu ai đang có suy nghĩ đó thì bạn nhầm to rồi. Bởi tuổi Quý Sửu được ví như đứa con cưng của trời vậy, họ được cả ông trời lẫn người đời nuông chiều, yêu quý, họ luôn nhận được sự ưu ái mà ông trời ban cho. Người khác có tu ngàn năm cũng chưa chắc đã nhận được đâu, dù cho gặp năm xung thắng hạn, người khác lận đận khó khăn, thì Quý Sửu vẫn gặt hái những thành quả như ý, ai cũng phải ghen tị. Đặc biệt là năm 2024, Giáp Mộc khắc Thìn Thổ, dù đối diện cục diện phá thái tuế, nhưng vào 2 tháng đầu năm 2024, tuổi Quý Sửu được phúc đức thái âm che chở, lại có cát tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ, ngồi nhà cũng có tiền, ở nhà thần tài cũng đến gõ cửa, rúi lộc vào tay, cực may cực đỏ. Vậy, vận trình chi tiết của bản mệnh chủ tuổi Quý Sửu 2 tháng đầu năm 2024 sẽ ra sao? Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Quý Sửu trong năm 2024, năm Giáp Thìn. Quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại. Về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Quý Sửu, chúng ta đã biết khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác, có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, hay còn gọi là Lan Ngoại Chi Ngưu, trông ngoài chuồng, âm mạng, tuổi âm 52 tuổi, sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 1973, đến ngày mùng 2 tháng 2 năm 1974, ngũ hành bản mệnh, tăng đố mộc, vỗ cây dâu, tướng xương, xương con trâu, tướng tinh con cua biển. Quý Sửu nạp âm hành mộc, do can quý âm thủy, ghép với chi Sửu, âm thổ, ta có thổ khắc thủy, nghĩa là chi khắc can. Cho nên người tuổi Quý Sửu thuộc lứa tuổi gặp nhiều trắc trở và nghịch cảnh ở tiền vận, trung vận họ gặp khó khăn nhưng vươn lên được. Phần lớn là do sức phấn đấu của bản thân, hậu vận, họ an nhàn và thanh thản hơn nhờ sự tương hợp ngũ hành giữa can và nạp âm. Cuộc sống của người Quý Sửu từ thuở nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, gian khổ, vì vậy họ sớm ý thức được ước mơ hoài bão của mình. Trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng, họ đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Những người tuổi Quý Sửu 1973, mệnh tăng đố mộc tính tình lanh lợi, hoạt bát, họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi Quý Sửu 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người.
Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi Sửu mệnh Mộc. Họ quan niệm cây ngay, không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Xem tử vi tuổi Quý Sửu 1973 cho thấy, cuộc sống của những người nam mạng tuổi Quý Sửu ngay từ khi còn nhỏ đã gặp nhiều khó khăn và gian khổ. Chính vì vậy nên họ đã sớm có ý thức xây dựng ước mơ và hoài bão của chính mình. Tuy đi lên từ hai bàn tay trắng, nhưng tuổi Sửu 1973 nam mạng sẽ gặt hái được nhiều thành công để có sự nghiệp ổn định vững chắc. Theo tử vi chọn đời tuổi Quý Sửu 1973 nữ mạng là người xinh đẹp, hiền lành, cần cù, chịu khó làm việc, tuy nhiên sẽ gặp phải nhiều khó khăn và cản trở trong cuộc sống. Về mặt tiền bạc thường không may mắn, cuộc sống cũng nhiều thăng trầm nên phải tự mình cố gắng vươn lên, đến tuổi trung niên vẫn chưa thể hết vất vả, chỉ đến khi về già mới bắt đầu được an nhàn. Hưởng phúc cháu con, nữ mạng tuổi Quý Sửu 1973 thường thọ khoảng 80 đến 87 tuổi, nếu biết tích phúc đức, hướng thiện thì cũng sẽ gia tăng được tuổi thọ. Đánh giá tổng quan vận trình người tuổi Quý Sửu trong năm Giáp Thìn 2024. Trong năm 2024, người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 chịu tác động của cục diện tương phá, nên vận trình cả năm khó được như mong muốn. Đặc biệt là ở phương diện tình cảm, các mối quan hệ với anh em, bạn bè không hòa thuận, dễ bị lôi kéo, lợi dụng khiến tiền bạc hao mòn. Trong các mối quan hệ xã giao, gia chủ cần tỉnh táo nhận ra rằng ai là người tốt, còn ai là kẻ tiểu nhân ưa nịnh bợ. Bởi rất có thể những kẻ xấu xa sẽ tung tin đồn xấu, gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc cũng như hình ảnh của bạn. Xét về địa chi, luận tử vi Quý Sửu 2024 cho thấy, người có địa chi là Sửu, gặp năm 2024 địa chi là Thìn, có quan hệ thuộc vào tứ hành xung, tương phá. Trong năm Giáp Thìn, công việc kinh doanh cũng như làm ăn của chủ mệnh tuổi Sửu gặp nhiều chuyển biến không được lợi. Ngoài ra, còn vướng phải những chuyện thị phi, làm công việc gì trong năm chủ mệnh nên cân nhắc kỹ lưỡng. Gia đạo có thể gặp phải chuyện buồn và nếu có phải đi lại di chuyển, chủ mệnh nên lưu ý cẩn thận, tốt nhất hạn chế di chuyển xe cộ trong năm. Xét về thiên can người tuổi này là Quý, thuộc hành thủy, gặp năm Giáp Thìn. Thiên can là Giáp, thuộc hành mộc, là chủ về mối quan hệ ở mức bình hòa. Chuyên gia xem tử vi tuổi Quý Sửu năm 2024, những dự định hay mưu cầu của chủ mệnh thiên can Quý có thể tiến hành, nhưng xét về kết quả không được tốt, tài lộc đưa tới nhưng chỉ bình thường. Bản thân có lộc về tài chính, tiền bạc nhưng lại không được hanh thông như ý muốn. Ngoài ra, về sức khỏe người tuổi này nên hết sức lưu tâm vì dễ ốm đau và phải lâu ngày mới có thể khỏi được bệnh. Xét về mối quan hệ ngũ hành, theo tử vi tuổi Sửu 1973, năm 2024 thì người này ngũ hành thuộc vào mộc, gặp năm 2024 ngũ hành thuộc vào hỏa, thể hiện về quan hệ sinh xuất. Năm Giáp thì người này dự báo bản thân dễ bị hao tổn. Mọi việc trong năm tuy diễn biến thuận lợi, nhưng cơ bản lại có đầu mà không có đuôi, mở mang hay thêm mới công việc làm ăn thì khó thu được vốn. Phương diện về sức khỏe dễ bị bệnh tật, trong đó lưu ý bệnh về ngực. Ngoài ra, chủ mệnh cẩn thận về công việc cuối năm dễ đưa tới nhiều điều bất lợi. Xét theo vận niên, theo tử vi tuổi Sửu 2024 năm con rồng, tuổi Quý Sửu gặp vận niên khuyển cuồng phong, tức là chó bị gió giữ, báo hiệu một năm tài lộc kém sắc. Sức khỏe giảm sút, năm ngoái đã lận đận, năm nay vẫn còn một ít lo âu, trong năm có thể gặp tai bay vạ gió, nhưng can đảm lên sẽ đánh đổ được tất cả trở ngại. Về chuyện tình cảm không nên nhiều tự ái, mà đánh mất hạnh phúc, nhún nhường một chút thì gia đạo hài hòa, người còn độc thân sẽ có đối tượng tới cầu cạnh nhân duyên. Xét về vận hạn năm 2024 tuổi Quý Sửu. Tam tai 2024, tuổi Quý Sửu không phạm tam tai, vận trình năm yên ổn, ít tai ương bất ngờ. Kim Lâu 2024, tuổi Quý Sửu không phạm Kim Lâu, có thể đứng tên tiến hành việc quan trọng như cưới hỏi của con cháu trong nhà, làm lễ động thổ xây dựng nhà cửa. Hoàng Ốc 2024, tuổi Quý Sửu không phạm Hoàng Ốc, phù hợp xây dựng nhà cửa hay mua nhà. Xét về nam mạng tuổi Quý Sửu. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng tuổi Quý Sửu gặp sao Kế Đô chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Kế Đô là hung tinh, chủ về những thị phi, buồn rầu. Sao Kế Đô sẽ gây khó khăn đối với nữ mạng nhiều hơn. Còn nam giới ít bị ảnh hưởng, chỉ cần bản mệnh biết kiểm soát bản thân chặt chẽ, không tham lam vật chất, không làm chuyện sai trái, không phát ngôn bừa bãi, thì sẽ tránh được điều thị phi. Vận hạn. Nam mạng tuổi Quý Sửu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn địa võng. Vận hạn này chủ về thị phi tai tiếng, mâu thuẫn trong quan hệ. Vì thế mệnh chủ nên tập trung năng lượng vào công việc và gia đình, không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng.
Gặp vận hạn này thì Nam mạng tuổi Sửu 1973 nên tránh xa lối sống nhàn rỗi phóng túng. Chỉ có nỗ lực làm việc mới tạo ra của cải vật chất, cải thiện được cuộc sống, mang may mắn đến cho mình và người bên cạnh. Sau đây là nội dung bình giải chi tiết tử vi 2 tháng đầu năm 2024, tuổi Sửu 1973 Nam mạng qua các phương diện, công danh, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe, mời quý tín chủ cùng theo dõi. 1. Về công việc, sự nghiệp. Xem tử vi năm 2024 của tuổi Quý Sửu, thầy tử vi hé lộ, mệnh chủ ở độ tuổi 52, công việc của nam tuổi Quý Sửu dường như đã đi vào quỹ đạo, đạt được những thành tựu nhất định. 2 tháng đầu năm 2024 là khoảng thời gian mệnh chủ nên tiếp tục duy trì thành quả của mình. Có thể truyền đạt nền tảng cho con cháu thì càng tốt, những khó khăn tuy vẫn còn, nhưng thái độ đón nhận và đối diện với thử thách của nam tuổi Sửu 1973 đã khác. Lúc này, bản mệnh bình tĩnh tích cực hơn, luôn trong tâm thế chủ động, đó là những điều nam tuổi đã rèn luyện được trong quãng thời gian làm việc khi còn trẻ. 2. Tài chính. Dựa theo tính toán cung mệnh 12 con giáp nhận thấy, trong 2 tháng đầu năm 2024, tình hình tài chính của nam mạng Quý Sửu vẫn ổn định. Mệnh chủ vốn là người chăm chỉ, biết lo xa cũng như quản lý tài chính tốt, rèn luyện cho mình bản tính cần kiệm một cách có chủ đích. Vì thế, hơn nửa đời người rồi nam Quý Sửu sẽ tích lũy được khoản tiền dành dụng đáng kể để sống thoải mái. Ở độ tuổi 52, nam Quý Sửu có thể sử dụng đồng tiền hợp lý vào những mối quan hệ quan trọng như hôn nhân, con cái, sức khỏe, thể thao hoặc kinh doanh. Việc đầu tư cho những lĩnh vực chính đáng này sẽ giúp bản mệnh sống thảnh thơi hạnh phúc hơn. 3. Sức khỏe. Xem tử vi về phương diện sức khỏe thấy rõ, 2 tháng đầu năm 2024 là lúc nam Quý Sửu nên có kế hoạch chăm sóc sức khỏe tốt hơn, duy trì lối sống lành mạnh, thay đổi thói quen ăn uống, chăm chỉ vận động không những giúp cơ thể dẻo dai mà còn phòng tránh bệnh tật. Thời điểm này, mệnh chủ nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc, ăn uống tăng cường thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt nên thăm khám định kỳ hàng năm để biết rõ tình hình sức khỏe và xử lý kịp thời. 4. Tình duyên gia đạo. Trong năm Giáp Thìn 2024, thầy tử vi cho biết tình hình gia đạo của nam tuổi Quý Sửu hài hòa thịnh vượng, là trụ cột của gia đình. Nam tuổi được mọi người hết mực kính trọng, yêu mến, tuy ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nhưng mệnh chủ lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ các thành viên khác. Thầy tử vi đặc biệt nhắc mệnh rằng, trong 2 tháng đầu năm 2024 này, để các mối quan hệ với con cái và người thân bên cạnh gắn bó, thấu hiểu hơn, mệnh chủ tuổi Quý Sửu nên bao dung chia sẻ dành nhiều thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó, anh chị cũng hãy chia sẻ với bạn đời của mình, đồng hành cùng con cái trên chặng đường gây dựng sự nghiệp. Như vậy thì đời sống gia đình của Quý Sửu lúc nào cũng hòa hợp hạnh phúc. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh tuổi Quý Sửu. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nữ mạng tuổi Quý Sửu có sao Thái Dương chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Thái Dương là một trong ba sao tốt chủ về an khang thịnh vượng, phúc lộc vẹn toàn. Bản mệnh được sao này chiếu sẽ gặp nhiều may mắn cát lợi và vượng khí. Sao này sẽ tạo thuận lợi cho những người tuổi Quý Sửu làm ăn buôn bán, giúp kinh doanh phát đạt và tạo dựng được danh tiếng tốt. Nếu biết chia sẻ, bao dung trong gia đình thì nữ mệnh sẽ được chồng con lo toan, hỗ trợ cho mọi việc, dễ có sức khỏe dồi dào. Cổ nhân xưa có câu, đất lành ắt dành cho người lương thiện. Vì vậy để được sao Thái Dương soi sáng, bản mệnh cần làm ăn ngay chính, lương thiện, không làm việc xấu, làm việc thiện từ tâm, yêu thương giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi, nề hà, thì cuộc sống sẽ có nhiều may mắn và đạt được thành công. Vận hạn. Nữ mạng tuổi Quý Sửu trong năm Giáp Thìn này gặp hạn địa võng, là vận hạn chủ về thị phi, tai tiếng, mâu thuẫn quan hệ. Vì vậy để không vướng vào tranh chấp thị phi, thì mệnh chủ hãy tránh xa những cảm xúc tiêu cực, học cách cảm thông, vị tha và yêu thương nhiều hơn. Chỉ cần sống ngay thẳng, không hơn thua với người khác, không ghen ghét đố kỵ ai, thì mọi điều tiêu cực đều sẽ được hóa giải. Duy trì nguồn năng lượng tích cực nhất, nữ Quý Sửu sẽ hấp dẫn những điều tốt đẹp đến với mình. Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết tử vi 2 tháng đầu năm 2024 cho tuổi Sửu 1973, nữ mạng qua các phương diện, công danh sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe, mời quý anh chị cùng theo dõi. 1. Công việc sự nghiệp. Quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh, các bậc thầy chiêm tinh ngũ hành cho biết, tình hình công việc sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu nữ mạng trong 2 tháng đầu năm 2024 duy trì ở mức độ ổn định, là người chăm chỉ, cần cù, kiên nhẫn, nên mỗi khi làm gì nữ mạng Quý Sửu sẽ kiên trì tới cùng, có xu hướng gắn bó lâu dài với một nghề nghiệp nhất định. Vì vậy trong 2 tháng đầu năm 2024,
mệnh chủ sẽ tiếp tục thực hiện các công việc của năm cũ. Ở độ tuổi này, tuổi Quý Sửu nữ mạng cũng khá bằng lòng với những thành tựu mình đạt được trong công việc. Chính bởi suy nghĩ này đã giúp mệnh chủ có cuộc sống an yên, không gặp nhiều biến động về mặt công việc. 2. Tài chính. Thầy tử vi tiết lộ, trong 2 tháng đầu năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Quý Sửu không còn quá căng thẳng. Vì bản mệnh đã ở độ tuổi nghỉ hưu, những ai đang làm việc kinh doanh thì đã có cho mình một guồng quay công việc, kéo theo thu nhập ổn định. Đồng thời, ở độ tuổi này bản mệnh nên đưa ra những điều chỉnh trong việc quản lý chi tiêu. Tiết kiệm là giải pháp cơ bản để cuộc sống dư giả thoải mái và chủ động. Ngoài ra, vào năm này, mệnh chủ nên chi tiêu nhiều hơn cho sức khỏe của mình. 3. Sức khỏe. Ở độ tuổi 52, nữ mạng Quý Sửu hiểu rằng, sức khỏe là vốn quý nhất của con người, có sức khỏe tốt thì cuộc sống mới được an lạc, hạnh phúc. Bởi vậy, mệnh chủ nên đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe của mình bằng cách sống lành mạnh, tập thể dục thể thao thường xuyên. Ngoài ra, hãy chú ý tới việc nâng cao chất lượng giấc ngủ, giữ tinh thần lạc quan, thay đổi thói quen ăn uống, tiếp nhận thực phẩm giàu dinh dưỡng, lành mạnh vào cơ thể, đồng thời chủ động khám sức khỏe định kỳ để phòng tránh bệnh và xử lý kịp thời. 4. Tình duyên gia đạo. Giới tử vi đánh giá, 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Quý Sửu được vui vẻ, hòa hợp. Bản mệnh cởi mở, biết ghi nhận động viên những gì mà chồng con đã cố gắng đạt được, không áp đặt tư duy của mình lên người thân và con cái. Thời gian này, nữ Quý Sửu có thể dành thời gian để chăm sóc gia đình, giúp đỡ con cái công việc nhà, mọi người quây quần bên bữa cơm, chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống, quan tâm lẫn nhau thì tình cảm gia đình sẽ thêm gắn kết. Bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên, chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Theo tử vi năm 2024, giới tiên tri hé lộ thiên cơ rằng, tháng 1 âm năm Giáp Thìn, nguyệt mệnh quan đới cho thấy sự độc lập nhất định mà tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tự xây dựng cho mình lúc này bắt đầu mang lại hiệu quả, nhất là những ai đang làm lĩnh vực liên quan đến sáng tạo. Thời gian này những ai đang tìm việc, muốn tìm những công việc có mức độ tự do cao, tuy nhiên, trong một số tình huống tín chủ cần thích nghi hơn là cố tỏ ra mình luôn có thể thay đổi tình hình. Đặc biệt, tháng 1 âm này, có Thái Dương cát tinh phù trợ cho nhân duyên của bản mệnh Quý Sửu thêm phần hanh thông, thuận lợi, người đang yêu sẽ rất sẵn lòng gắn bó và dựa dẫm vào nửa kia nhiều hơn. Không còn ham chơi nữa, bạn cố gắng làm điều gì đó để gây bất ngờ cho người thương trong thời gian tới, nhờ thế mà làm mới tình cảm bấy lâu. Tuy nhiên, một số người cũng đừng hết lòng quá, kẻo bạn dễ bị rơi vào tình trạng u mê, vướng mắc, tình cảm không đạt được mong muốn. Hơn thế nữa, chính tài ghé thăm mang lại tin vui liên quan tới tài chính mà Quý Sửu mong đợi bao lâu nay, thu nhập đang có dấu hiệu đi lên, Quý Sửu có thể thu được một khoản tiền lời đáng kể từ việc đầu tư. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Xem tử vi tháng 2 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, thầy tử vi có cho biết người tuổi Quý Sửu sẽ có một tháng khá tất bật với nhiều dự định và nhiệm vụ cần thực hiện ngay chứ không thể đùng đỉnh được. Chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, năng lực cũng được phát huy cao độ. Trong tháng 2 âm này, có nguyệt lệnh lâm quan đới báo hiệu sự nghiệp của Quý Sửu có chuyển hướng tốt đẹp. Con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, từ đó nâng cao vị thế và uy tín của mình. Tuy nhiên, thầy tử vi cũng nhắc nhở rằng, việc Quý Sửu tỏa sáng cũng khiến Quý Sửu dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân. Sẵn lòng ghen ghét đố kỵ, tình trạng tranh quyền đoạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra trong tháng. Do đó, thầy tử vi có cảnh báo rằng, nếu Quý Sửu không đầu tư thời gian, công sức để xử lý hết những chuyện đó, e rằng họa thị phi khó tránh. Tình hình tài chính bình ổn, các khoản thu chính và phụ đều đều, Quý Sửu cũng biết cách chi tiêu cân đối, có đồng vào, có đồng ra, nhìn chung không lo túng thiếu. Có điều, bạn có thể phải đi lại nhiều trong tháng để giải quyết công việc, nên chi phí cũng không nhỏ, cần tự nhắc nhở bản thân luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm mình đã đặt ra. Bên cạnh đó, ngũ hành tháng xung khắc, nên chuyện tình cảm của Quý Sửu phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió. Với người độc thân, tình cảm như cá nước chim trời khó nắm bắt, Quý Sửu cũng nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình. Người đã kết hôn, cẩn thận đào hoa giữ phá hỏng hạnh phúc gia đình. Tháng 2 âm này, thầy tử vi cũng chỉ rõ, tình hình sức khỏe của tuổi Quý Sửu sẽ có dấu hiệu sa sút, do phải dịch chuyển nhiều hoặc lo nghĩ cho công việc. Tuy nhiên, đó đều là vấn đề đến từ thể chất,
nên bản mệnh hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên và đều đặn. Tổng kết lại, tử vi năm 2024 tuổi Quý Sửu nhìn chung bình ổn, ít sóng gió hay áp lực lớn, dù cục diện lưu niên không hỗ trợ nhiều, nhưng lại được sao tốt chiếu mệnh, hóa hung thành cát, trong nguy có cơ, công việc làm ăn trước nghịch sau thuận, vẫn y án ổn định, tiền bạc tuy khó kiếm hơn so với năm ngoái, nhưng đương sự vẫn có nhiều nguồn thu khác nhau, đời sống vật chất vẫn đảm bảo, thậm chí có thể hỗ trợ thêm cho con cái, gia đạo bình ổn hơn, đón tin vui con cái như cưới hỏi, hoặc đạt thành tích học hành thi cử cao. Có điều, sức khỏe giảm sút mạnh, tiêu tốn không ít tiền của để chữa trị, nên hạn chế đi xa một mình để đề phòng bất trắc. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024, giúp tín chủ Quý Sửu xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Đối với tuổi Quý Sửu nam mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, để giảm tác động xấu của sao kế đô và hạn địa võng, nam mạng tuổi Quý Sửu nên tích cực làm nhiều việc thiện, tu tâm dưỡng tính. Nếu làm việc ngay thẳng, cống hiến hành thiện cho đời, giúp người mà không mong cầu thì sẽ tích được phước báu. Bên cạnh đó, nam tuổi Sửu 1973 cũng có thể làm lễ cúng dâng sao hạn để tâm thanh thản, lòng an nhiên, nghi thức được thực hiện tại chùa hoặc tại gia đều được, chuẩn bị lễ vật tùy tâm, miễn sao có lòng thành kính thì sẽ được chứng giám. Đối với tuổi Quý Sửu nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024, để nghênh sao Thái Dương và giảm tác động xấu của hạn địa võng, nữ mạng tuổi Quý Sửu nên sống tích cực, làm nhiều việc tốt, tu tâm dưỡng tính. Muốn hái trái ngọt thì phải gieo nhân lành, muốn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống thì trước tiên mệnh chủ cần phải thay đổi tâm thức, sống hành thiện tích đức và cho đi nhiều hơn. Bên cạnh đó, nữ tuổi Sửu 1973 có thể thực hiện lễ cúng nghênh đón sao Thái Dương vào đầu xuân năm mới, lễ cúng tại gia hoặc tại chùa. Khi tham dự gia chủ chuẩn bị lễ vật tùy tâm, không cần phô trương hình thức, nhưng vẫn đủ sự trang nghiêm và lòng thành kính. Vật phẩm phong thủy, để cầu sự bình an điều tốt lành trong năm 2024 này, tuổi Quý Sửu có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mặt Phật bản mệnh, vòng tay trầm hương. Tuổi Sửu 1973 được Phật hư không Bồ Tát hộ mệnh, đeo mặt Phật bản mệnh bên mình để luôn được Đức Phật bảo hộ, chỉ đường dẫn lối. Bổn mạng 1973 mệnh mộc nên chọn mặt Phật làm từ đá thạch anh xanh, tương hợp hoặc đá núi lửa đen, tương sinh thì rất tốt cho bản mệnh. Ngoài ra, vòng tay hoặc chuỗi 108 hạt trầm hương giúp bản mệnh cải thiện sức khỏe, tinh thần. Trầm hương có tinh dầu giúp trấn an tinh thần, giảm căng thẳng tạo năng lượng tích cực cho người đeo. Phong thủy may mắn cho tuổi Quý Sửu năm Giáp Thìn 2024, nam nữ mạng tuổi Quý Sửu có thể ứng dụng các yếu tố phong thủy dưới đây để cầu tài lộc, may mắn trong năm Giáp Thìn 2024. 1. Chọn người hợp tuổi xông nhà. Tục chọn người hợp tuổi xông nhà đầu năm là một nghi lễ truyền thống lâu đời của người Việt, còn giữ vẹn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Việc lựa chọn người hợp tuổi đến xông nhà đầu năm sẽ đem đến cho gia chủ nhiều tiền tài, thịnh vượng suốt một năm đó. Gia chủ tuổi Sửu 1973 muốn cầu năm mới may mắn, nhiều tài lộc thì nên chọn các con giáp hợp tuổi đến xông nhà gồm tuổi Tỵ Dậu theo tam hợp Tỵ Dậu Sửu hoặc tuổi Tý theo nhị hợp Tý Sửu. Ngoài ra, những người mệnh thủy tới xông nhà cũng rất tốt cho gia chủ 1973. Cụ thể những tuổi sau đây sẽ hợp xông nhà cho gia chủ Quý Sửu 1973 trong năm Giáp Thìn: Bính Tý 1996, Nhâm Tý 1972, Kỷ Tỵ 1989, Tân Tỵ 2001, Tân Dậu 1981, Ất Dậu 2005. Các yếu tố cần thiết khi chọn tuổi xông nhà đầu năm là người có tuổi hợp với tuổi của gia chủ, có lối sống tử tế, đức độ, được nhiều người yêu quý là tốt nhất, nam hay nữ đều được. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Bản mệnh Quý Sửu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ sau giao thừa đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên,
Nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi Hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Tuổi Quý Sửu khi xuất hành đi lễ chùa, thăm nhân thân, vui xuân đầu năm nên chọn những ngày đẹp, xét theo cả âm và dương lịch. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khai trương ngày tốt, tháng hiền hòa, phúc lộc trăm năm mãi nở hoa, chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng vốn là nét đẹp trong văn hóa người Việt từ bao đời nay. Khởi đầu thuận lợi được coi là kích hoạt vận may tài lộc, thu hút thành công may mắn cho cả năm. Ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng giêng là những ngày có nhiều cát tinh tốt cho bản mệnh Canh Tý, lựa chọn khai xuân vào những ngày này để cầu công danh, tài lộc cho năm mới. Tuổi Quý Sửu năm 1973 nên chọn ngày lành tháng tốt trước khi tiến hành công việc. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2024. Chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Quý Sửu có thể sử dụng vật phẩm phong thủy hợp mệnh như mặt Phật Di Lặc hoặc vòng tay Tỳ Hưu để cầu tài lộc may mắn trong năm Giáp Thìn 2024. Trong phong thủy, Phật Di Lặc được xem là biểu tượng của niềm vui và hạnh phúc. Đeo mặt Phật Di Lặc bên mình, bản mệnh như được tiếp thêm niềm tin vào những điều tích cực, tự tin hơn trước khi đưa ra những quyết định quan trọng. Tuổi Sửu 1973 mệnh Mộc nên chọn mặt Phật Di Lặc làm từ đá mã não xanh, tương hợp, hoặc mặt Phật đá núi lửa đen, tương sinh với bản mệnh. Tỳ Hưu là linh vật được dân gian quan niệm mang đến tài lộc, may mắn, trấn trạch giữ của và tích tụ vận khí cho chủ nhân. Đây là vật phẩm biểu tượng để giữ gìn của cải sung túc nên được người trong giới kinh doanh rất ưa chuộng. Tuổi Quý Sửu có thể đeo vòng tay Tỳ Hưu để cầu tài lộc, danh vọng và tiền tài. Quý Sửu 1973 mệnh Mộc hợp với các màu thuộc hành Mộc và hành Thủy. Riêng trong năm 2024, chủ mệnh hợp nhất với màu thuộc hành Mộc vì những màu này tương sinh với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn. Như vậy, Quý Sửu trong năm 2024 hợp màu xanh lục, xanh lá, màu thuộc hành Mộc, mệnh chủ có thể sử dụng màu sắc hợp tuổi 1973 vào cuộc sống, tăng may mắn cho bản thân. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về 5 nguyên nhân gây ra bệnh tật về thể chất cho con người.
Theo lời Phật dạy, có 5 nguyên nhân gây ra bệnh tật về thể chất cho con người là ăn quá no, ngủ quá nhiều, sống trị lạc, hành động, khinh suất và lười lao động. Một hôm, Đức Phật đang ngồi nói chuyện với các môn đồ ở một tịnh xá của thành phố Savatthi, một thành phố của Ấn Độ thời cổ đại, thì bỗng có một vị khách khác biệt xuất hiện. Từ bộ quần áo và những đồ trang sức trên người, có thể thấy ông ta là một người vô cùng giàu có. Thế nhưng, trông ông ta không hề vui vẻ, mà trái lại từ sắc mặt cho đến giọng nói đều toát ra sự mệt mỏi và uể oải. Hai tay đan vào nhau, người đàn ông lễ phép nói, "Thưa Đức Phật, được biết Ngài ở đây nên tôi đã tới để chào Ngài. Xin Ngài thứ lỗi vì tôi không thể hành lễ với Ngài đúng như lệ thường. Như ý muốn của tôi, vì cơ thể tôi quá nặng nề, không có chỗ nào trên người mà tôi không thấy đau đớn, uể oải, mỗi bước tôi đi đều là một sự gắng sức." Nhìn thấy người đàn ông đang đau đớn trước mặt, Đức Phật hỏi Ngài, "Vậy ngươi có muốn biết nguyên nhân gây ra bệnh tật của ngươi không?" Người đàn ông sững sờ, không nghĩ câu đầu tiên Đức Phật nói với mình lại là những lời này. Khi có ý định đến diện kiến Đức Phật, ông ta vốn chỉ định bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với Ngài. Và nếu có thể, ông ta muốn được Đức Phật khai sáng tâm trí khỏi sự u mê và trì trệ đang ngày ngày khiến ông ta dần cảm thấy mệt mỏi và chán nản, thấy cuộc sống của mình mất đi ý nghĩa. Chính vì thế, khi được Đức Phật bất ngờ hỏi như vậy, người đàn ông đã nói rất vui lòng được biết có 5 nguyên nhân gây ra sự khó chịu và đau đớn mà ngươi đang phải chịu đựng. Thứ nhất, ngươi ăn bữa tối quá no. Thứ hai, ngươi ngủ quá nhiều. Thứ ba, ngươi có cuộc sống quá trị lạc. Thứ tư, ngươi chẳng để tâm đến điều gì. Và thứ năm, ngươi lười lao động. Đức Phật nghiêm khắc nói. Người đàn ông nghe những lời này của Đức Phật thì thấy giật mình. Tại sao Đức Phật ở một nơi xa như vậy mà lại biết rõ cuộc sống của mình đến thế? Ông ta thầm nghĩ. Là một người lắm tiền nhiều của, người đàn ông đã được thưởng thức đủ của ngon vật lạ trên đời. Chẳng có thứ gì mà ông ta không biết đến. Và mỗi lần đã ăn là sẽ ăn cho thỏa thích mới thôi. Ngoài ra, ông ta cũng thường xuyên vui chơi thâu đêm suốt sáng trong những cuộc tụ tập chè chén, chơi mệt thì ngủ, ngủ chán lại chơi. Cuộc đời của ông ta là một chuỗi những ngày tháng hư hư thực thực nối tiếp nhau, nhiều khi còn chẳng rõ ranh giới giữa ngày và đêm, giữa say và tỉnh. Và tất nhiên, giàu có đến như vậy thì tại sao phải làm việc chứ? Công việc chỉ dành cho những kẻ nghèo khổ mà thôi. Vậy tôi nên làm gì để thoát khỏi sự khổ sở này? Thưa Đức Phật, người đàn ông thành thật hỏi Đức Phật. Đức Phật thong thả nói, ngươi hãy tự biết kiểm soát bản thân trong việc ăn uống. Thêm nữa, hãy tìm cho mình những công việc nào đó có thể phát huy những khả năng của ngươi, giúp ngươi trở thành người có ích với xã hội. Chỉ cần làm như vậy thì bệnh tật của ngươi sẽ tự nhiên thuyên giảm, ngươi sẽ sống thọ hơn. Nghe được những lời này, người đàn ông chợt như bừng tỉnh. Ông ta định hỏi thêm, nhưng Đức Phật nói, ở nhà có nhiều việc đang chờ ông ta. Hãy về nhà làm đúng như vậy. Một thời gian sau, người đàn ông giàu có quay lại gặp Đức Phật. Nếu như không giới thiệu, có lẽ không ai nhận ra ông ta nữa. Thay vì một thân hình ục ịch, đi lại còn khó khăn như trước, thì giờ đây ông ta đã trở nên thanh thoát, tác phong nhanh nhẹn, sắc mặt, thần thái đều hơn trước đến vài phần. Và đặc biệt, lần này ông ta tự đi bộ đến gặp Đức Phật, chứ không cần đi xe ngựa và mang theo người hầu như lần trước. Vừa đến nơi, người đàn ông đã quỳ sụp xuống trước mặt Đức Phật với sự thành tâm và cung kính nhất. Ông ta xúc động mở lời, thưa Đức Phật, Ngài đã chữa khỏi cho tôi nhiều căn bệnh về thể chất. Giờ đây tôi đến đây xin được Ngài khai mở trí tuệ. Người bình thường chỉ biết nuôi dưỡng cơ thể, còn người thông tuệ sẽ biết cả việc nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu chỉ biết thỏa mãn vị giác của mình, là ngươi đang tự hủy hoại bản thân mình. Khi đi theo Phật Pháp, ngươi sẽ biết bảo vệ bản thân khỏi những cái xấu và có được một cuộc sống dài lâu, Đức Phật dặn dò người đàn ông. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã theo dõi bài viết tử vi tuổi Quý Sửu 1973, 2 tháng đầu năm 2024 nam nữ mạng. Những thông tin trên đây nhằm giúp anh chị tham khảo và có thêm sự chiêm nghiệm về cuộc sống. Cổ nhân từng nói, vật dĩ thân quý nhi tiện nhân, cốt lõi câu nói này khuyên con người sống phải có lòng vị tha, trước nghĩ cho người rồi sau mới nghĩ đến mình. Nếu làm chuyện gì cũng biết đặt tín nghĩa lên hàng đầu, giúp đời, lợi người thì công lao năng lực sẽ được ghi nhận, mọi việc được thuận buồm xuôi gió. Xuân mới Giáp Thìn 2024 đang gõ cửa từng nhà, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý anh chị và gia đình một năm mới may mắn, sức khỏe và thành đạt.